Chỉ trong chốc lát đã đến chỗ Đức Phật này, cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen đảnh lễ chân Phật, lui đứng một bên. Lúc bấy giờ tại vô số cõi Phật ở hướng Tây, mỗi cõi đều có vô lượng vô số đại Bồ Tát thấy hào quang này rồi, đều đến trước Phật đảnh lễ cung kính bạch. Bạch Thế Tôn, thần lực này của ai? Lại vì duyên cớ gì mà có điềm lành này? Khi ấy, các Đức Phật ở các cõi đó đều bảo đại Bồ Tát: Thiện nam tử, ở hướng đông của cõi này có cõi Phật tên là Kham Nhẫn, Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni Như Lai ứng chánh đẳng giác, minh hạnh viên mãn, thiện thệ thế gian giải, vô thượng trượng phu, điều ngự sĩ, thiên nhân sư, Phật Bạt Già Phạm, nay vì chúng đại Bồ Tát thuyết đại Bát Nhã Ba La Mật Đa, hiện tướng rộng dài che khắp thế giới 3 lần ngàn.